Người Khmer thường diễn ra sau lễ mãn mùa mưa, bắt đầu từ ngày 15 tháng 10 và kéo dài trong một tháng. Trong thời gian này, người dân sẽ dâng y cà sa và các vật dụng cần thiết cho chư tăng. Đây là một trong những lễ hội quan trọng trong Phật giáo Thượng Tọa Bộ. Đúng rồi, lễ cúng mặt trăng hay còn gọi là lễ Ô Ca Ông Bốc thường diễn ra vào rằm tháng 10 âm lịch, gần với thời gian của lễ dâng y Katina. Đây là một trong những lễ hội truyền thống lớn của người Khmer nhằm tạ ơn mặt trăng đã đem lại mùa màng bội thu và cầu mong sự bình an, thịnh vượng. Trong lễ, người ta cúng các loại nông sản, hoa quả và thực hiện nghi thức thả đèn gióng, thả đèn hoa đăng trên sông. Đúng rồi, lễ cúng mặt trăng hay còn gọi là lễ Ô Ca Ông Bốc thường diễn ra vào rằm tháng 10 âm lịch, gần với thời gian của lễ dâng y Katina. Đây là một trong những lễ hội truyền thống lớn của người Khmer nhằm tạ ơn mặt trăng đã đem lại mùa màng bội thu và cầu mong sự bình an, thịnh vượng. Trong lễ, người ta cúng các loại nông sản, hoa quả và thực hiện nghi thức thả đèn gióng, thả đèn hoa đăng trên sông. Người Khmer thường tổ chức lễ dâng y Katina ếch long trọng tại chùa. Các hoạt động bao gồm rước y cà sa, tụng kinh, dâng y và các phẩm vật khác như thực phẩm, đèn, nến và đồ dùng hàng ngày cho chư tăng. Người dân cũng tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và ăn mừng cùng nhau, tạ ơn chư tăng đã tu học trong mùa mưa và cầu mong phước lành. Đúng vậy, trong lễ Ô Ca Ông Bốc, thả đèn gióng là một trong những hoạt động quan trọng và đẹp mắt. Người ta làm những chiếc đèn gióng từ lá chuối, gắn nến và thả lên trời vào ban đêm. Đèn gióng bay cao, mang theo những điều ước và lời cầu nguyện của người dân gửi đến thần linh, cầu mong một năm mới an lành, mưa thuận, gió hòa. Đây là một cảnh tượng rất đẹp và ý nghĩa trong lễ hội. Lễ Katina có ý nghĩa rất quan trọng trong Phật giáo Thượng Tọa Bộ. Trước hết, đó là dịp để người Phật tử tạo phước thông qua việc cúng dường y cà sa và các vật dụng cần thiết cho chư tăng. Lễ Katina còn tượng trưng cho sự kết thúc của mùa an cư kiết hạ khi chư tăng đã trải qua 3 tháng tịnh tu trong mùa mưa. Lễ này cũng thể hiện sự kết nối giữa người xuất gia và người tại gia, cùng nhau duy trì và phát triển giáo pháp của Đức Phật. Là hai lễ hội khác nhau, dù cả hai đều quan trọng trong văn hóa Khmer và diễn ra gần thời gian nhau. Lễ dâng y Katina là một nghi thức Phật giáo, trong khi lễ Ô Ca Ông Bốc là lễ hội dân gian tạ ơn mặt trăng. Điểm chung là cả hai đều mang ý nghĩa tâm linh và thể hiện sự biết ơn. Còn thả đồng đèn, có lẽ bạn muốn nói thả đèn gióng hoặc thả đèn hoa đăng, thì chủ yếu diễn ra trong lễ Ô Ca Ông Bốc như một cách gửi gắm ước nguyện và tạ ơn thiên nhiên. Lễ Ô Ca Ông Bốc thường được tổ chức sôi động với các hoạt động như thả đèn, đua ghe ngò và múa hát truyền thống. Lễ hội đua ghe ngò là một phần không thể thiếu của lễ Ô Ca Ông Bốc trong truyền thống Khmer. Đây là một sự kiện văn hóa, tâm linh và cộng đồng mang nhiều ý nghĩa quan trọng. Một, tạ ơn thần linh và thiên nhiên. Ghe ngò được xem là phương tiện của thần linh. Vì vậy, đua ghe ngò là cách người dân tạ ơn thần nước và thần mặt trăng đã mang lại mùa màng bội thu và cuộc sống an lành. Hai, thể hiện tinh thần đoàn kết. Mỗi ghe ngò được điều khiển bởi một đội gồm hàng chục người, đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng và tinh thần đồng đội cao. Đây là biểu tượng cho sự đoàn kết của cộng đồng Khmer. 3. Giữ gìn truyền thống. Ghe ngò được làm từ thân cây gỗ lớn, chạm khắc và trang trí công phu, là hiện thân của nghệ thuật thủ công truyền thống Khmer. Lễ hội cũng là dịp để bảo tồn và truyền lại những giá trị văn hóa lâu đời. Tạo không khí lễ hội sôi động. Đua ghe ngò là hoạt động vui nhộn và náo nhiệt, thu hút đông đảo người dân và du khách. Tiếng trống, tiếng hò reo cùng sự phấn khích của người tham gia làm lễ hội thêm phần hấp dẫn. Bạn đã từng xem hay muốn tìm hiểu thêm về đua ghe ngò chưa? Cảm ơn bạn đã xem video trên YouTube không? Chúc bạn một ngày tràn đầy năng lượng và an nhiên. Hẹn gặp lại bạn ở những video sau. Cảm ơn bạn đã xem video trên YouTube không? Chúc bạn luôn an lành và hạnh phúc. Đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình và theo dõi những video mới nhất nhé.